Kênh Cái Thời Nông Nghiệp Maga xin kính chào toàn thể quý vị và quý bà con. Kính thưa bà con, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với chủ đề của hữu cơ. Và kính thưa quý vị, chúng ta sẽ nói một chút xíu về cái nguyên liệu sản xuất những cái dòng phân bón phổ biến trên thị trường. Đây là những cái dòng mà chúng ta có thể tự tìm kiếm, có thể bà con mình tự sản xuất quy mô nhỏ tại nhà, cũng như là chúng ta tìm hiểu những cái sản phẩm phổ biến trên thị trường hiện nay. Trên cơ sở đây là những cái mà chúng ta có thể nắm bắt được. Tuy nhiên thì trong cái nguyên liệu để sản xuất thì nó sẽ còn rất là nhiều những cái vấn đề phức tạp khác, thì nó liên quan tới cái những cái công ty sản xuất phân bón rồi, thì chúng ta sẽ không chia sẻ những cái nội dung đó. Trong video này thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem là những cái nguồn nguyên liệu cũng như là những cái sản phẩm mà bà con chúng ta đang sử dụng, thì cái dòng sản phẩm nào sẽ chứa cái hàm lượng đạm hữu cơ cao, rồi dòng sản phẩm nào sẽ chứa cái lân hữu cơ cao, cũng như là cái kali hữu cơ thì sẽ ở trong cái nguyên liệu hoặc là trong cái sản phẩm phân bón nào thì sẽ chứa cái hàm lượng cao, cũng như là phức hợp cho NPK ở trong cái dạng hữu cơ thì nó chứa trong cái sản phẩm nào phổ biến trên thị trường. Thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu câu trả lời cho những cái câu hỏi này. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu lại chất hữu cơ là gì. Thì cái này thì trên kênh chúng ta đã làm rất là nhiều những cái video. Thì kính thưa quý vị, chất hữu cơ đây là những cái hợp chất có cấu tạo từ các yếu tố tự nhiên. Thì trong đó thì chúng ta cần là cái hữu cơ nó sẽ chứa một cái thành phần nào đó của đa chung vi lượng. Ngoài ra thì nó sẽ có một thành phần chính, nó là những cái chất mùn. Thì trong này thì thành phần cơ bản của nó sẽ là axit humic, axit fulvic và các hợp chất humin và một số cái chất khác nữa. Và đương nhiên thì trong hữu cơ thì sẽ chứa những cái vi sinh vật có lợi và một số cái chất khác. Và đương nhiên những cái chất này thì sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng. Và chúng ta quan tâm tới hữu cơ là chúng ta đang muốn nói tới vấn đề để bảo vệ bền vững cho đất đai, thân thiện với môi trường và an toàn cho cây trồng của chúng ta. Để kéo dài tuổi thọ của cây trồng, cũng như thì sẽ có tạo ra một cái môi trường sinh thái bền vững đối với cây trồng và đất đai của chúng ta. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, nói về cái nguyên liệu để mà chúng ta sản xuất phân hữu cơ thì ra đây là những cái vật liệu mà trong tự nhiên chúng ta trong quá trình mà chúng ta sinh hoạt và sản xuất thì đều có những cái nguyên liệu này. Ví dụ như chúng ta sẽ thấy là từ cái xác bã thực vật thì chúng ta có gom gạ, đây là từ cái việc mà chúng ta sản xuất cây lúa. Sơ dừa, đây là những cái phế phẩm từ cái vỏ của trái dừa. Rồi chấu, đây là vỏ của hạt lúa. Rồi cây lục bình, cây bèo hoa dâu hay là nhóm cúc giả quỳ. Những cái phụ phẩm từ chuối bao gồm kể cả thân lá cho đến vỏ chuối hoặc là trái chuối luôn. Rồi bã bùng mía, đây là cái xác của cây mía là sau khi đã ép lấy đường ha. Rồi những cái bánh dầu, cũng như là những cái bã từ cái việc mà chúng ta sản xuất cái dầu từ đậu, đậu phộng. Rồi vỏ cà phê và thân cây cỏ, đây là sẽ liên quan tới những cái xác mà sau khi chúng ta thu hoạch, ví dụ như là cái thân hoặc là lá của cây ngô nè, rồi cái nhóm thân lá của nhóm cây họ đầu, hoặc là những cái lá cỏ dại mà chúng ta đã phát bỏ ở trên cái vườn của mình, thì đây đều là những cái vật liệu để chúng ta sản xuất cái phân hữu cơ. Rồi nhóm thứ hai cũng khá và phổ biến, đó là cái nhóm phân chuồng, có nghĩa là từ những cái phân mà những cái loài động vật hoặc là gia cầm mà chúng ta chăn nuôi, ví dụ như là phân bò, phân dê, phân cừu, phân trâu, phân heo, phân gà, phân vịt, phân cút, phân dơi, thì đây là những cái nguồn khá phổ biến trong cái hoạt động chăn nuôi của chúng ta. Rồi liên quan tới cái quy mô hơi công nghiệp một tí xíu, nhưng mà cái nguồn nguyên liệu này thì bà con mình vẫn có thể tìm được. Phế phẩm từ ngành chăn nuôi thì chúng ta sẽ thấy là ví dụ như là những cái nền lót ở bên dưới của việc mà chúng ta nuôi gà chẳng hạn, thì bao gồm gom chấu hay là một số vấn đề liên quan tới phân và thức ăn thừa, thì đó cũng là một cái nguồn nguyên liệu để mà chúng ta sản xuất cái phân hữu cơ. Rồi những cái phế phẩm của ngành thủy sản thì khá là nhiều, ví dụ như bà con mình thấy cá tôm này, thì những cái vật liệu mà bị bỏ đi, ví dụ như là đầu xương hay là vỏ tôm, đầu tôm hay là một số cái phụ phẩm của cua ghẹ, thì cũng sẽ là một cái nguồn để mà chúng ta sản xuất cái phân hữu cơ. Rồi những cái phế phẩm của ngành chế biến nông sản thì đây là bao gồm những cái vỏ hay là những cái phần mà trái cây bị hư hại, những cái phần bỏ đi sau khi người ta đã sản xuất thành phẩm, thì những cái phế phẩm này cũng sẽ là một cái nguồn để chúng ta sản xuất cái phân hữu cơ. Rồi những cái vật liệu trong tự nhiên, đó là than bùn, thì cái này là tùy theo khu vực thì sẽ có những cái mỏ than bùn được khai thác, thì đó cũng sẽ là một cái nguồn nguyên liệu để mà chúng ta sản xuất phân hữu cơ. Rồi gas sinh hoạt thì đây sẽ là những cái loại mà chúng ta trong cái cuộc sống và sinh hoạt của mình chúng ta thải ra, ví dụ như là vỏ trái cây hay là xương cá, rồi xương của động vật, hay là một số cái phế phẩm khác mà chúng ta có thể áp dụng để sản xuất phân hữu cơ được, thì đó cũng là một cái nguồn để mà chúng ta tự sản xuất ở nhà và chăm sóc cho cái cây trồng của mình. Rồi một số cái quy mô mà nó có thể là vừa và nhỏ, và đương nhiên cái này thì tùy theo bà con chúng ta có thể làm hoặc là không, hoặc là chúng ta tìm kiếm đến những cái trang trại
họ sản xuất và nuôi những cái loại như là trùng quế nè, hoặc là gùi đính đen, hoặc là ủ cá, ốc, tôm, cua, thì đây cũng là những cái vật liệu mà sau khi hoàn thiện cái quá trình này thì cái phần thu hoạch đó cũng sẽ trở thành một cái nguồn phân bón có hiệu quả để mà chúng ta áp dụng cho cây trồng. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, như vậy thì trong cái phân hữu cơ chứa gì và nó có thật sự phục vụ cho cây trồng của chúng ta được hay không, thì bà con mình lưu ý một số vấn đề sau. Thứ nhất, bà con mình lưu ý với những cái hàm lượng mà chúng ta mong muốn đó là đa chung vi lượng, thì cái này thì với cái phân hữu cơ thì hàm lượng nó rất là thấp, cho nên là chúng ta sẽ không kỳ vọng là cái phân bón hữu cơ nó sẽ cung cấp nhiều dinh dưỡng cho cái cây trồng của mình, mà cái lượng khoáng này và cái lượng sử dụng của phân hữu cơ đối với mỗi loại cây trồng và tùy theo mỗi giai đoạn, tùy theo cái thời điểm phát triển của nó, thì nó chỉ đáp ứng được một phần nhỏ cho những cây nhỏ, cây tơ, và đương nhiên thì sẽ không đủ khả năng để phục vụ cho cái quá trình kinh doanh, có nghĩa là từ cái giai đoạn mà ra qua đầu trái thì nó sẽ rất là khó trong cái việc cung cấp đầy đủ những cái hàm lượng khoáng này, nên bà con chúng ta lưu ý. Rồi, cái mà chúng ta cần nhất với cái phân hữu cơ đây là những cái chất hữu cơ, bao gồm những cái chất mùn như là axit humic, axit fulvic hoặc là cái hợp chất humin. Tại đây chính là những cái chất chính để cải tạo cái đất trồng, giữ nước và giữ dinh dưỡng để làm cho cái việc sử dụng những dòng phân bón khác được hiệu quả hơn. Giữ nước để có độ ẩm để bộ rễ phát triển tốt, cũng như là cải tạo cái độ tơi xốp để cái oxy được lọt vào vùng rễ, cũng như là cái mặt đất được tơi xốp thì cái vi sinh vật nó sẽ phát triển tốt hơn, sẽ có lợi hơn cho cái quá trình sinh sống của cái cây trồng của mình trên cái nền đất đó. Và đương nhiên đã nhắc tới vi sinh vật thì trên cái nền hữu cơ này nó sẽ tạo ra muôn vàn những cái vi sinh vật có lợi, nó sẽ tạo những cái môi trường thích hợp cho cái cây trồng của chúng ta sinh sống, đối kháng lại với những cái loại nấm gây bệnh, cũng như là một số cái loại vi sinh vật thì nó sẽ phân giải lại những cái dưỡng chất khó tiêu mà chúng ta đã cung cấp trước đó mà dư thừa ở trên nền đất, thì những cái vi sinh vật này nó sẽ phân giải lại để giúp cho cây trồng hấp thu và giúp cho chúng ta tiết kiệm hơn, không cần phải đầu tư thêm một cái nguồn phân bón mới quá nhiều. Và cuối cùng, nếu như bà con mình áp dụng cho cái phương án là ủ cá hoặc là ủ tôm, thì chúng ta sẽ có những cái dòng axit amin được tạo ra trong cái dịch giết này, thì nó sẽ cung cấp một cái lượng bà con mình có thể hiểu đó là cái đạm ở dạng hữu cơ. Thì đây là những cái thành phần sẽ chứa trong cái chất hữu cơ, trong cái phân bón hữu cơ mà chúng ta nên nắm rõ, và từ những cái thông tin này thì chúng ta sẽ có những cách sử dụng phù hợp với cây trồng của mình. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, như vậy thì chúng ta sẽ đi cho từng phần, thì bà con sẽ thấy là trên cái cơ sở cái phân hữu cơ được sản xuất từ cái thực vật thì chúng ta có nhiều cái sắc bã thực vật trong cái tự nhiên và xung quanh cuộc sống và sản xuất của chúng ta, thì có gươm này, sơ dừa, chấu, lục bình, bè hoa dâu, giả quỳ, chuối, bả mía, bánh dầu, vỏ cà phê, thân của cây cỏ. Thì bà con biết là sau khi đã qua một cái quá trình sản xuất, có nghĩa là bà con mình phải phơi, ủ và tạo ra một cái phân bón hữu cơ hoàn chỉnh và đã quay một rồi, có thể sử dụng được cho cây trồng của mình rồi, thì tổng hàm lượng khoáng bao gồm đạm tổng số, lân hữu hiệu hay là kali hữu hiệu thì nó chỉ chiếm từ 1 cho đến vài phần trăm mà thôi. Cho nên thì chúng ta sẽ không kỳ vọng là cái phân bón hữu cơ từ thực vật này nó sẽ cung cấp cái hàm lượng khoáng đủ nhiều để cho cây trồng chúng ta có thể nuôi hoa, nuôi trái hiệu quả, thì chúng ta không trông chờ cho cái việc này, mà chúng ta đang trông chờ về cái chất hữu cơ chiếm khoảng 30 đến 50% trong cái thành phẩm này. Nó sẽ là một cái nguồn để cải tạo đất, đưa những cái vi sinh vật có lợi vào, cũng như thì nó sẽ giữ nước và giữ phân bón để khi mà chúng ta cung cấp những cái dòng phân bón hóa học hay là những cái dòng phân bón mà có cái hàm lượng khoáng cao hơn, thì cái chất hữu cơ này chính là cái nơi để mà giữ lại để cho cái bộ rễ của cây trồng của mình hấp thu hiệu quả hơn. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì cơ bản chúng ta sẽ thấy là một số cái loại phân phổ biến, ví dụ như chúng ta sử dụng gom để sản xuất cái phân hữu cơ, thì bà con mình thấy là trong cái thành phẩm đó, hàm lượng đạm nó chỉ chiếm không quá 0,5%, hàm lượng lân cũng không quá 0,5%, và hàm lượng kali đâu đó khoảng từ 1 cho đến 1,5% mà thôi. Trong đó cái chất hữu cơ thì nó chiếm khoảng từ 35 cho đến 45%. Rồi, từ cho chấu chúng ta cũng thấy là cái hàm lượng của cái chất hữu cơ nó chiếm đâu đó ở dạng cho chấu, carbon còn lại thì nó chiếm khoảng gần 50% mà thôi, khoảng là 40 cho đến 50%. Trong đó là chúng ta đang cần một cái chất đó là cái silic ha. Đây là một cái chất mà chiếm hàm lượng khá cao trong cái vỏ chấu. Nhưng mà sau khi chúng ta đốt thành phẩm thành cái tro rồi thì cái hàm lượng này đâu nó còn lại cũng khoảng gần 50%. Và trong đây thì sẽ có thêm cái canxi
magie, và đặc biệt là trong đây cái hàm lượng kali cũng chiếm hàm lượng từ 1,3 cho đến 2,5%. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, thêm một cái chất đốt nữa đó là cái tro bíp. Có nghĩa là nói chung là từ những cái vật liệu của thực vật, nào ví dụ như là thân cây cỏ, cây gỗ mà chúng ta đốt ra để tạo thành một cái tro thì chúng ta gọi chung là nhóm tro bíp. Thì chúng ta sử dụng cái loại này như là một cái loại phân bón hữu cơ, bởi vì nó chứa cái hàm lượng kali cao, có nghĩa là cái hàm lượng kali dễ tiêu mà cây trồng có thể sử dụng được là K2O thì chiếm từ 2% trở lên. Đương nhiên cái này thì nó có thể chiếm từ 2% cho đến 10%, thậm chí hơn nữa, thì nó sẽ tùy theo cái loại tro. Bởi vì mỗi một loại cây trồng thì nó sẽ có một cái hàm lượng kali ở trong cái thân lá nhất định khác nhau. Và thường mà con cũng biết là với cái kali thì nó không phải là một cái chất để cấu tạo nên tế bào, cho nên là chúng ta sẽ không kỳ vọng là cái hàm lượng kali ở trong cái thân lá của thực vật mà nó chứa nhiều, để khi mà tạo thành một cái chất đốt rồi thì chúng ta có thể cung cấp lại đầy đủ một cái hàm lượng khoáng chứa kali cho cây trồng của mình, thì sẽ không có một cái kỳ vọng như vậy. Nhưng mà nếu như ở trong cái tro bíp mà nếu mà chúng ta sử dụng một cái lượng đủ nhiều thì đây cũng là một cái dạng phân bón hữu cơ mà chứa cái hàm lượng kali cao. Và đương nhiên thì tro bíp thì chúng ta cũng không thể nào mà sử dụng ngay lập tức, mà chúng ta phải có phương án để trong một khoảng thời gian, hoặc là chúng ta xử lý với những cái nấm vi sinh, hoặc là phải tưới qua một vài lần nước. Và bà con mình lưu ý nha, với tro bíp thì khả năng bị thất thoát kali do rửa trôi rất là cao, cho nên là chúng ta tồn trữ trong cái quá trình mà dính mưa hoặc là chúng ta tưới nước quá nhiều thì nó cũng có khả năng gây thất thoát cái kali này. Và thường ở trong tro thì kali nó sẽ tồn tại ở dạng đó là K2CoB, có nghĩa là kali carbonate. Thì trong một số video trước thì chúng tôi cũng đã từng nhắc tới cái kali carbonate rồi. Thì tro thì nó tương đối dễ tan trong nước, cho nên thì bà con mình sử dụng cho cây trồng thì khá là tốt. Và đây là một chất mà có tính kiềm, bởi vì trong cái tro bíp thì ngoài kali ra thì có cái hàm lượng CaO, hay chúng ta còn gọi là vôi, khá là cao, thì nó sẽ phù hợp hơn với những cái vùng đất phèn, hoặc là chúng ta áp dụng để mà cày vôi cho những cái vùng đất phèn trước khi mà chúng ta trồng cây thì cũng mang lại một hiệu quả khá là tốt. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, thêm một cái thông tin nữa thì trong cái thực tế về sử dụng thì bà con hỏi là làm sao để chúng ta sản xuất được cái kali hữu cơ, bởi vì thật ra thì trong cái thực vật thì nó không có tích lũy nhiều cái chất kali, bởi vì cái kali thì nó đâu có đóng góp trực tiếp vào tế bào đâu, cho nên thì những cái sát bã của cái thực vật thì hầu như cái hàm lượng kali không cao. Tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ lựa chọn ra được những cái sát bã thực vật nào mà có cái tích lũy kali cao để trở thành một cái nguồn nguyên liệu để chúng ta sản xuất kali hữu cơ. Thì bà con mình có thể lưu ý, ví dụ như là trên thân của cây chuối nè, thì cái hàm lượng kali đâu đó nó chiếm khoảng 0,7% trên cái trọng lượng của cây. Cho nên thì khi mà chúng ta cắt nhỏ và chúng ta có phương án để xử lý thành một cái chất hữu cơ thì thân chuối cũng là một cái dạng phân bón chứa một cái hàm lượng kali cao. Rồi ngoài ra thì thân của cây giả quỳ, ở đây là một cái nhóm cúc, thì nếu mà thân lá của nó thì bà con mình phơi và chúng ta xử lý với chi cô, và khi đã quay mục rồi thì cũng là một cái loại phân bón mà chứa cái hàm lượng kali hữu cơ cao. Trong đó thì với cái trọng lượng của cây thì kali nó chiếm khoảng 3,92%, là cao hơn so với thân chuối. Ngoài ra thì những cái phế phẩm từ chuối, ví dụ như là vỏ chuối, thậm chí là trái chuối, thì chúng ta có thể ủ để trở thành một cái dịch chuối. Thì trong đây thì có rất là nhiều những cái biện pháp để mà chúng ta xử lý, ngâm ủ trong một quá trình dài thì nó mới tạo ra được một cái chất hữu cơ. Thì cái này thì chúng ta sẽ trình bày ở một cái video khác. Nhưng mà bà con mình có thể hiểu là với cái những cái bộ phận của cây chuối hoặc là cây giả quỳ thì chúng ta có thể dùng để làm cái nguyên liệu sản xuất phân chứa cái hàm lượng kali hữu cơ cao. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang một số loại phân chuồng nha quý vị. Thì trên cơ sở là với trâu, bò, lợn thì chúng ta thấy là cái hàm lượng đạm cũng không quá cao, nó cũng không quá 1,2%. Với hàm lượng lân thì cũng không quá 0,4%. Kali thì cũng không quá 0,6%. Ngoài ra thì canxi và magie thì cũng chiếm một cái thành phần nhỏ ở trong những cái phân bón này. Và chất hữu cơ thì đâu đó chiếm khoảng từ 50 cho đến 60%. Và bà con mình lưu ý nha, với những cái dòng phân bón này ở dạng phân tươi thì nó chứa một cái hàm lượng nước rất là cao. Cho nên là thường mà chúng ta khi xử lý cho cây trồng dễ bị ngộ độc khi là chúng ta sử dụng phân tươi là như thế. Rồi với phân gà thì có thể là cái hàm lượng đạm nó cao hơn một tí quý vị, có nghĩa nó chiếm khoảng không quá 1,7%. Hàm lượng lân thì cao hơn một tí thì nó đến khoảng 0,6, và hàm lượng kali cao hơn một chút thì đến khoảng 0,8. Ngoài ra thì canxi, magie thì cũng chiếm một thành phần nhỏ ở trong cái phân bón này. Và chất hữu cơ ở đâu đó chiếm khoảng từ 50 cho đến 60%. Thì so với những cái dòng phân bón như là phân bò
phân trâu và phân heo thì với phân gà, phân vịt thì nghĩa là cái hàm lượng nước ở trong cái phân tươi nó thấp hơn, cho nên là thường là chúng ta xử lý phân gà, phân vịt thì nó cái mức độ ngộ độc nó ít hơn so với phân heo và phân bò. Tuy nhiên thì nếu như ở lúc mà không quay mục thì vẫn bị gây ngộ độc cho cây nha quý vị, chẳng qua là cái mức độ ảnh hưởng nó thấp hơn mà thôi. Nhưng mà khi mà phân bón không quay chứa nhiều nước thì nó vẫn gây ảnh hưởng đến cái rễ của cây trồng. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, một phần nữa thì đa số bà con mình có thể biết đến phân trùng quế thông qua những cái trang trại mà họ sản xuất và bán lại cái phần thành phẩm, hoặc là bà con mình cũng có thể là tự sản xuất cái phân trùng quế một cái lượng nhất định ở nhà để chúng ta đáp ứng cho cái nhu cầu sử dụng cho cái cây trồng trên cái diện tích của mình mà thôi. Thì ở đây thì với hàm lượng đạm thì phân trùng quế nó cũng chiếm một cái tỷ lệ không quá 2%, lần không quá 1,5%, và kali cũng không quá 1%, canxi thì cao hơn, chiếm đến khoảng 2,5%, và hàm lượng magie cũng không quá 0,5%. Thì gì so với phân gà, phân bò thì cái hàm lượng ở trong phân trùng quế khi mà sản xuất ở một cái chất lượng cao thì nó sẽ chiếm những cái tỷ lệ khoáng cao hơn so với những cái dòng phân bón chúng ta vừa mới trình bày. Ngoài ra thì với cái axit humic hoặc là axit fumic thì nó chiếm một cái tỷ lệ cao hơn, đâu đó khoảng từ 5 cho đến 7% cho mỗi loại. Đương nhiên thì nên cái này nó sẽ tùy theo cái chất lượng sản xuất, chứ không phải lúc nào thì cái sản phẩm cuối cùng từ cái phân trùng quế thì nó cũng đều đạt được cái hàm lượng như thế này. Và trong đó thì cái chất hữu cơ thì nó đâu đó nó chiếm khoảng từ 40 cho đến 50%. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, một cái loại phân nữa mà bà con mình quan tâm khá là nhiều đó là cái phân dơi. Tại sao thì trước đây cái giá thành nó khá là đắt và bây giờ thì nó chênh lệch khá là nhiều về cái giá thành cũng như là cái chất lượng. Đầu tiên thì bà con mình xem xét cái hàm lượng. Hàm lượng đạm trong phân dơi thì có thể gọi là cao nhất trong số những cái loại phân bón từ phân chuột mà chúng ta tìm kiếm được, thì có thể đạt cao nhất lên đến khoảng 6%. Hàm lượng lân thì dao động từ 1,5 cho đến 9% và kali dao động từ 0,5 cho đến 3%. Trong đó canxi chiếm hàm lượng khá là cao, là khoảng từ 3% cho đến 12%. Và magie thì không quá 2%. Và axit humic chiếm hàm lượng đến 15%. Như vậy thì nếu như trong một cái lò phân dơi chất lượng, có nghĩa là sau khi mà cái phân dơi đã qua đêm thì bà con mình chỉ cần phơi nhẹ để gáo và chúng ta chỉ để trong một khoảng thời gian ngắn, hoặc là chúng ta xử lý lại với chico vi sinh khác thì chúng ta có thể áp dụng cho cây trồng là hiệu quả ngay. Tuy nhiên nếu như là bị mất đi cái hàm lượng ban đầu, ví dụ như là do xử lý qua nước rồi sau đó chúng ta phơi khô lại, thì cái hàm lượng đó nó sẽ không có đảm bảo như cái tỷ lệ này, mà nó sẽ giảm đi rất là nhiều, trong đó kể cả cái axit humic hoặc là cái hàm lượng khoáng đều giảm đi. Và cái chất hữu cơ trong cái phân dơi thì nó cũng sẽ tùy, thì nó dao động khoảng từ 30 cho đến 65%. Thì có thể nói là trong tất cả những cái dòng phân bón liên quan tới phân chuột thì cái hàm lượng lân và kali ở trong phân dơi là đáng quan tâm nhất, bởi vì cái hàm lượng nó khá là cao, có thể là tương ứng với những cái hàm lượng của các phân hóa học đưa vào. Như vậy thì với cái phân dơi thì bà con chúng ta lưu ý làm sao để chúng ta chọn được cái phân dơi chất lượng nhất từ những cái cơ sở sản xuất, hoặc là chúng ta tự sản xuất qua cái quá trình mà chúng ta nuôi dơi, cũng như thì chúng ta sẽ có những cái bước xử lý phù hợp để khi mà nó trở thành một cái phân bón quay mục rồi chúng ta áp dụng cho cây trồng thì với một cái lượng cũng vừa phải, bởi vì cái hàm lượng nó khá là cao. Và với cái chất hữu cơ thì chúng ta cũng không nên cung cấp quá nhiều, mà chúng ta có thể chia nhỏ để chúng ta bón nhiều lần theo cái nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng thì nó sẽ có thể mang lại một hiệu quả tốt hơn. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, nếu như bà con chúng ta quan tâm cái hàm lượng lân hữu cơ cao nhất là ở đâu thì sẽ có một cái vật liệu thì trong thực tế thì bà con chúng ta ít sản xuất, nhưng mà chúng ta cũng sẽ biết thông tin. Thì bà con thấy là trên cái cơ sở là cái bộ phận đó là xương, từ xương động vật cho đến xương gia cầm, xương cá thì nó đều có một cái hàm lượng phosphor rất là cao. Thì cái này là liên quan tới những cái chất để chúng ta tạo ra cái lân hữu cơ. Thì thật ra thì cái quá trình này thì trong cái sản xuất nhỏ lẻ thì chúng ta không áp dụng được, bởi vì sản xuất từ xương động vật thì chúng ta cần rất là nhiều, rồi phải qua quá trình đun sấy phơi để làm giòn những cái xương này, rồi sau đó chúng ta phải đưa qua sản xuất công nghiệp để làm sao nghiền mịn để tạo ra thành bột xương. Và những cái bột xương này, và nếu chúng ta có sử dụng cho cây trồng đi chăng nữa thì nó cũng không thể nào sử dụng được ngay, bởi vì những cái dạng bột xương này đây là những cái phức chất phosphor và cái canxi, và đưa vào đất thì qua một cái quá trình xử lý rất là lâu thì nó mới trở thành một cái nguồn canxi dễ tiêu và cung cấp một cái lượng lân hữu cơ cho cái cây trồng của mình. Và trong thực tế của trồng trọt thì hầu như chúng ta cũng không có áp dụng cái bột xương này để xử lý cho cây trồng, bởi vì nếu mà qua cái quá trình xử lý này thì thành phẩm của nó sẽ không có giá thành rẻ đâu. Và thường là cái bột xương này sẽ được cung cấp vào cái thức ăn của ngành chăn nuôi là nó phổ biến hơn so với việc mà chúng ta áp dụng cho cái cây trồng của mình.
Ngoài ra thì cái việc xử lý của dạng bọt xương này thì chúng ta áp dụng chính là cho cái việc bón lót mà thôi. Và đương nhiên thì trong thực tế thì chúng ta có rất là nhiều những cái nguồn lăng hóa học khác cũng có giá thành thấp và chúng ta dễ xử lý hơn cho cây trồng. Cho nên thường là chúng ta sẽ ưu tiên nhiều hơn và chúng ta dễ tìm kiếm hơn so với những cái dạng lân hóa học, nên là chúng ta cũng không có quan tâm cái bột xương này để áp dụng cái lân hữu cơ. Đó là cái trường hợp mà chúng ta gặp trong thực tế. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì rất là nhiều bà con chúng ta cũng sẽ quan tâm tới việc mà chúng ta ủ cá, ủ tôm, hay là gần đây nhất là chúng ta nghe tới cái vấn đề đó là ủ ốc cũng có. Thì kính thưa quý vị, nếu như mà chúng ta áp dụng đúng quy trình từ những cái phế phẩm của cá, tôm thì nó sẽ tạo ra một cái nguồn chất hữu cơ chứa cái hàm lượng đạm, lân và canxi rất là cao, cao hơn so với cái sắt bã thực vật và cao hơn so với nguồn phân chuồng vài lần, có thể là gấp 3 lần, 5 lần, 10 lần. Thì cái việc này nó sẽ tùy theo cái nguồn phế phẩm mà chúng ta đưa vào là cái bộ phận nào. Và đương nhiên thì mỗi một cái loài tôm, loài cá thì nó sẽ có cái hàm lượng chất dinh dưỡng khác nhau. Phương án này có thể tạo ra một cái chất hữu cơ mà cung cấp cái hàm lượng khoáng rất là cao, nhưng cũng có khả năng tạo ra một cái dung dịch mà có khả năng gây độc cho cây trồng, bởi vì có thể là trong cái quá trình mà chúng ta ngâm ủ sai phương pháp, cái nhiệt độ cũng như là cái nơi mà chúng ta bảo quản cái phân cá này nó không đạt được một cái chất lượng tốt, cho nên thì dẫn đến thì cái vi khuẩn hay là một số cái vấn đề khác nó sẽ xâm nhập và gây biến tính trong cái chất dinh dưỡng đó. Nên là nếu mà chúng ta ngâm ủ chất lượng, có quy trình rõ ràng và tạo ra một cái nguồn chất hữu cơ tốt thì cái hàm lượng khoáng ở trong này rất là cao và chúng ta sử dụng cho cây trồng thì hiệu quả thấy rất là rõ. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta hiểu chưa rõ, thực hiện cái việc ngâm ủ như thế dẫn đến cái dịch chiết này nó tạo ra độc chất hoặc là nó không chứa một cái hàm lượng dinh dưỡng cao và chúng ta sử dụng một cách không phù hợp thì nó dẫn đến thì cây trồng của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn. Cho nên thì trong thực tế thì chúng ta cũng thấy rất là rõ hai mặt của cái việc mà chúng ta ngâm ủ những cái phế phẩm này. Cho nên bà con chúng ta lưu ý. Rồi, thì nếu mà trong cái dịch chiết của phân cá được tạo ra thì cũng sẽ có những cái amino acid rất là có lợi cho cây trồng và cái hàm lượng rất là cao. Ngoài ra thì nếu bà con mình sản xuất từ cái vỏ của tôm hoặc là vỏ cua, vỏ ghẹ thì chúng ta sẽ có một cái nguồn nữa là cái chất chitosan. Đây là cái chất mà sẽ giúp cho cây trồng chúng ta kích kháng và cứng cáp hơn, tạo điều kiện để kháng lại với điều kiện của nấm bệnh cũng như là sẽ giúp cho cây trồng chúng ta chống đổ ngã được hiệu quả hơn. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì trong thực tế quá trình sản xuất của chúng ta thì có nhiều người chúng ta có kinh nghiệm thì chúng ta dựa trên nền tảng những cái chất hữu cơ mà chúng ta có thể thu thập xung quanh thì chúng ta có thể sản xuất ra một cái nguồn hữu cơ giá rẻ và áp dụng có hiệu quả cho cây trồng. Tuy nhiên thì cũng không phải ai có đủ thời gian cũng như là có đủ thông tin để mà tự sản xuất những cái nguồn hữu cơ hiệu quả. Thì thường là bà con chúng ta sẽ chọn những cái sản phẩm đã thương mại, thì chúng ta sẽ chấp nhận là vì chúng ta sử dụng những cái dòng hữu cơ đã thương mại rồi hoặc là có phối hợp với những cái dòng hóa học để mà tăng cái hiệu quả trong cái việc mà chúng ta phục vụ cho cây trồng thì nó sẽ có một cái giá thành cao hơn. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ tiết kiệm được cái thời gian để chúng ta đầu tư cho những cái công việc khác. Và với sản phẩm ở ngoài thị trường thì chúng ta sẽ chủ động lựa chọn hơn, nó cũng sẽ có rất là nhiều những cái sản phẩm có hàm lượng khác nhau, có giá thành khác nhau và nó sẽ theo từng cái giai đoạn khác nhau mà chúng ta sẽ có những cái sự lựa chọn. Thì bà con mình nên tìm hiểu cả hai cái việc này, có nghĩa là kể cả cái việc sản xuất hữu cơ nhỏ lẻ ở tại cơ sở, ở nhà để chúng ta có những cái sản phẩm hữu cơ giá rẻ thì cũng nên tìm hiểu về cái việc đó. Ngoài ra là chúng ta cũng phải biết lựa chọn những cái sản phẩm đã thương mại rồi như thế nào để nó phù hợp về cái chi phí, cũng như thì từng cái sản phẩm nó sẽ phù hợp cho từng giai đoạn của cây trồng như thế nào thì chúng ta nên tìm hiểu cả hai. Vì vậy thì MK sẽ giới thiệu một số cái sản phẩm mà chúng tôi đang kinh doanh để cho bà con chúng ta tìm hiểu và chúng ta phân loại theo từng nhóm sản phẩm nó sẽ chứa cái hàm lượng nào để chúng ta phục vụ cho cây trồng của mình ở những giai đoạn như thế nào. Thì kính thưa quý vị và quý bà con, thì nếu như chúng ta cần những cái sản phẩm liên quan tới việc chứa đạm hay là chúng ta đang nói tới những cái dòng organic hay là những cái dòng amino acid thì đây là những cái nhóm đạm hữu cơ. Thì nếu như chúng ta chọn cái sản phẩm thương mại, có nghĩa là họ sẽ sản xuất với một cái quy mô lớn hơn, dựa vào máy móc, thiết bị thì chúng ta gọi là quy mô sản xuất công nghiệp, nhưng mà chúng ta vẫn sản xuất ra những cái chất hữu cơ. Thì những cái chất này nó sẽ có một cái độ tan tốt và nhà máy có thể loại bỏ những cái tạp chất, thì lúc này sẽ giúp cho cái việc sử dụng cho cây trồng của chúng ta an toàn hơn. Ngoài ra
thì trong cái việc sản xuất thành phẩm thì họ hoàn toàn có thể bổ sung để nâng cao cái hàm lượng của chất đa lượng hoặc là trung vi lượng khác, có thể đưa vào những cái chất điều hòa sinh trưởng để giúp cho việc ga rễ, ga đọt được hiệu quả hơn. Và đương nhiên với mỗi một sản phẩm thì tùy theo hàm lượng thì nó sẽ có những cái khuyến cáo phù hợp và những cái dạng để mà chúng ta lựa chọn sử dụng. Ví dụ là chúng ta chọn dạng bột thì khuyến cáo như thế nào, chúng ta chọn dạng lỏng thì sản phẩm khuyến cáo như thế nào. Như vậy thì tổng quan thì mức độ an toàn khi mà chúng ta chọn sản phẩm thương mại có khuyến cáo rõ ràng và chúng ta sử dụng theo khuyến cáo thì nó sẽ an toàn hơn so với việc mà chúng ta sản xuất phân tử gỗ. Nhưng chúng ta buộc phải chấp nhận đó là giá thành nó sẽ cao hơn. Đó thì bà con mình lưu ý cho cái phương án này. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì ở MKA với những cái sản phẩm liên quan tới chất hữu cơ, liên quan tới đạm hữu cơ, thì bà con mình có thể lựa chọn ví dụ như dòng phân cá thì chúng ta có thể áp dụng chuyên dùng để tưới cho giai đoạn phục hồi hoặc là cho giai đoạn nuôi cơ, hoặc là trong điều kiện nuôi trái ở giai đoạn mùa ngắn thì bà con cũng có thể áp dụng những dòng phân cá này. Thì lưu lượng sử dụng có thể khoảng từ 1 cho đến 3 cc, tùy theo cái giai đoạn. Thường thì giai đoạn phục hồi thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm lượng cao hơn. Rồi, ngoài ra thì chúng ta có thể chọn organic chiếm 20% chất hữu cơ để chúng ta tưới gốc cho giai đoạn phục hồi nuôi cơi, hoặc là chúng ta có thể phun qua bộ lá cũng được. Liều lượng sử dụng thì khoảng từ 1 cho đến 3 cc trên 1 lít nước. Đương nhiên thì cái liều cao thì chúng ta có thể áp dụng cho giai đoạn phục hồi. Rồi, ngoài ra thì gần đây thì chúng tôi chia sẻ khá là nhiều về cái aminogomin 45. Thì đây là một cái dòng sản phẩm nhập khẩu từ châu Âu, thì chiếm hàm lượng là amino acid 45%, là khá là cao. Thì với sản phẩm này thì nó sẽ có giá thành cao hơn so với hai cái sản phẩm còn lại là phân cá và organic. Cho nên thì bà con mình có thể lựa chọn chúng ta áp dụng cho cái biện pháp phun, áp dụng phun qua lá, hoặc là phun trực tiếp vào hoa, hoặc là phun trực tiếp vào trái theo những cái quy trình phát triển. Và liều lượng áp dụng thì khoảng từ 1 cho đến 2 cc cho 1 lít nước. Đương nhiên thì với những cái dòng sản phẩm này thì bà con mình vẫn có thể áp dụng để chúng ta tưới gốc vẫn được. Tuy nhiên thì do cái hàm lượng amino acid nó khá là cao cho nên là cái giá thành nó sẽ cao hơn so với những cái sản phẩm chứa những cái chất hữu cơ hàm lượng thấp hơn. Hoặc là nếu như bà con mình muốn chọn những cái dòng mà chứa amino acid hàm lượng cao thì chúng ta có thể chọn những cái dòng mà có cái quy cách lớn hơn. Ví dụ như ở MKA thì chúng tôi cũng sẽ có những cái dòng chứa chất hữu cơ lên đến 39% và có quy cách ở dạng can 5 lít hoặc là can 20 lít. Thì nếu như bà con chúng ta có cái nhu cầu sử dụng nhiều thì chúng ta chọn những cái quy cách này, thì chúng ta chia đều lại trên cái giá thành chia ra cho số lít thì chúng ta sẽ nhận được một cái giá thành rẻ hơn so với chúng ta chọn những cái dòng sản phẩm quy cách nhỏ. Và nếu như vườn mà con mình có nhu cầu sử dụng nhiều thì chúng ta chọn những cái sản phẩm có quy cách này thì sẽ có lợi hơn về mặt chi phí cho bà con chúng ta. Rồi, nếu như bà con mình muốn tìm hiểu về những cái dòng sản phẩm này thì có thể liên hệ về với ba số điện thoại đang thể hiện trên màn hình, thì anh em trong đội kỹ thuật sẽ tư vấn kỹ hơn cho bà con chúng ta. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, với những cái chất mà liên quan tới kali trong cái sản phẩm thương mại thì bà con mình cũng xem xét vấn đề như sau. Từ đầu thì bà con chúng ta cũng đã rõ là kali nó sẽ không tham gia trực tiếp vào cái quá trình tạo tế bào, cho nên thì chúng ta sẽ không chờ đợi một cái sản phẩm mà chứa cái hàm lượng kali hữu cơ cao và để phun hoặc là bón vào một cái hàm lượng lớn để đáp ứng được cái nhu cầu chất kali cho cái cây trồng ở tại thời điểm đó. Nó sẽ rất là khó cho cái việc này. Tuy nhiên thì sẽ có một cái phương án, đó là người ta sẽ kết hợp dựa trên là cái chất kali có thể là ở dạng hóa học chứa cái hàm lượng K2O hữu hiệu và kết hợp với nền của một cái chất hữu cơ. Thì như vậy thì nó sẽ giúp cho cái việc hấp thu và phát huy cái hiệu quả của kali sớm và hiệu quả cao hơn nhưng mà vẫn an toàn trong cây trồng. Như vậy thì nếu như chúng ta sử dụng cái dạng hữu cơ khoáng này, có nghĩa là chứa kali kết hợp với hữu cơ, thì cái này chúng ta vẫn có thể sản xuất công nghiệp được, vẫn có một cái độ tan tốt và vẫn có thể loại bỏ tạp chất. Chúng ta cũng có thể bổ sung thêm với những chất khác, ví dụ như là canxi hay là những cái dòng trung vi lượng khác. Và sẽ có những cái khuyến cáo liều lượng phù hợp tùy theo cái giai đoạn của cây trồng. Đương nhiên cái này nó sẽ liên quan tới cái hàm lượng. Thì mỗi một cái hàm lượng nó sẽ có cái khuyến cáo khác nhau đối với những cái dòng kali hữu cơ. Rồi, đương nhiên thì trong cái điều kiện này thì nó sẽ an toàn hơn so với chúng ta tự ủ. Ví dụ như chúng ta ủ chuối hay là chúng ta phải tự ủ giả quỳ chẳng hạn thì nó sẽ mất thời gian và cũng chưa chắc gì nó đã mang lại một cái hiệu quả cao. Còn chúng ta chọn những cái dòng kali hữu cơ trên thị trường thì tuy là nó sẽ có một cái giá thành cao hơn nhưng mà chúng ta sẽ chủ động hơn, có liều lượng sử dụng dễ dàng hơn. Thì trong hai phương án này thì bà con mình có thể xem xét và chúng ta lựa chọn. Rồi, nếu như bà con mình chọn cái giải pháp kali hữu cơ của MKA thì dòng này chúng ta có thể sử dụng kể cả phun và cũng có thể tưới,
và áp dụng liều khoảng từ 1 cho đến 3 cc trên 1 lít nước. Cái liều này thì tùy theo cái giai đoạn, ví dụ như chúng ta áp dụng chặn đọt thì chúng ta có thể sử dụng liều cao lên khoảng 2 cho đến 3 cc. Còn nếu như bà con mình áp dụng phun để cho phun cho giai đoạn lá hoặc hoa hoặc trái thì chúng ta có thể áp dụng khoảng 1 cc trên 1 lít nước là cũng được rồi. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, một cái thông tin nữa liên quan tới một cái sản phẩm mà bà con mình sử dụng khá là nhiều, đó là cái humic. Tuy nhiên thì thường thì bà con mình cũng có những thắc mắc hoặc là cũng không quá quan tâm về cái hàm lượng kali chứa trong cái hợp chất này. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì với một số cái sản phẩm thương mại ở Việt Nam của chúng ta thì acid humic hay là những cái sản phẩm chứa humic thì nó sẽ tồn tại ở dạng muối của kim loại, thì chúng ta gọi là humat. Có nghĩa đây là hợp chất của kim loại và acid humic thì gọi là humat. Thì phổ biến nhất đó là cái kali humat, có nghĩa là trong đây nó sẽ chứa một cái hàm lượng acid humic và kết hợp với kali tạo ra một cái dạng muối. Thì ở cái dạng này nó sẽ giúp cho cái việc bảo quản của cái humic được hiệu quả hơn, độ tan tốt hơn và mức độ sử dụng cho cây trồng vẫn an toàn và có cung cấp thêm một cái lượng kali nhất định cho cái cây trồng của mình. Thì việc sử dụng thì tùy theo sản phẩm và cái hàm lượng humic được công bố thì bà con có thể sử dụng khoảng từ 5 cho đến 10 kg trên 1 hecta. Còn với cây ăn trái thì bà con có thể sử dụng khoảng từ 20 cho đến 50 g trên một cây. Thì cái việc này nó tùy theo cái độ tuổi của cây, đường kính tán cũng như là cái mức độ phục hồi rễ của cái cây trồng của mình. Thì với MKA thì chúng tôi sẽ có hai dòng, đó là humic bột hoặc là humic viên. Thì cái humic bột này nó có thể có dạng gói 1 kg và dạng gói 10 kg. Và humic viên thì chúng ta sẽ có một cái quy cách duy nhất, đó là cái túi 5 kg. Thì như vậy thì bà con mình cũng có thể chọn cái humic để chúng ta áp dụng cho cái giải pháp phục hồi và thúc đẩy cái việc phát triển rễ, và đồng thời thì trong những cái sản phẩm này nó sẽ cung cấp thêm một cái lượng kali nhất định để bổ sung cho cây trồng của chúng ta. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì một cái giải pháp nữa rất là phổ biến trên thị trường hiện nay thì cũng sẽ cung cấp kể cả đạm tổng số, lân hữu hiệu và kali hữu hiệu kết hợp với một cái lượng hữu cơ, và đây là một cái quy mô sản xuất công nghiệp mà hầu như thì chúng ta lựa chọn sản phẩm ngoài thị trường rất là đa dạng. Đó là những cái dòng khoáng hữu cơ, thì có thể là hữu cơ ở dạng bột hoặc là hữu cơ ở dạng viên. Thì đây chắc chắn là những cái dòng sản xuất ở dạng công nghiệp rồi, đặc biệt chúng ta thấy là hữu cơ gà Nhật là nhiều nhất ha. Và ở trong những cái thành phẩm này thì nhà sản xuất họ hoàn toàn có thể nâng cái hàm lượng khoáng lên cao hơn và nâng cái hàm lượng chất hữu cơ lên cao hơn thông qua những cái quy trình sản xuất, và sẽ có những cái khuyến cáo phù hợp theo dạng, ví dụ như dạng bột thì bón bao nhiêu, dạng viên thì bón bao nhiêu, và sẽ có những cái quy cách khác nhau để cho bà con chúng ta lựa chọn. Và việc chúng ta áp dụng những cái dòng hữu cơ thương mại này thì nó sẽ chủ động thời gian hơn, có nghĩa là bà con mình chỉ cần tìm mua và chúng ta đem về chúng ta xử lý cho cây trồng hơn, nó sẽ đỡ cồng kềnh hơn so với giải pháp mà chúng ta áp dụng hữu cơ truyền thống, là chúng ta phải gom nguồn nguyên liệu về rồi phải phơi, rồi phải sới, rồi phải ủ chờ đợi thời gian, rồi sau đó thì phải đem ra vườn với một cái lượng rất là lớn và xử lý cho cây trồng. Đương nhiên với giải pháp sản xuất hữu cơ truyền thống thì nó sẽ có giá thành thấp hơn ở dạng thành phẩm, nhưng mình sẽ mất rất là nhiều thời gian và cái công sức của chúng ta. Chúng ta chọn những cái dòng khoáng hữu cơ thương mại thì nó sẽ có giá thành cao hơn. Tuy nhiên thì cái thời gian của chúng ta nó sẽ chủ động hơn, phù hợp hơn cho những người mà chúng ta ít công lao động và không có nhiều thời gian để chăm sóc cây. Thì cái việc này sẽ tùy theo cái lựa chọn của bà con chúng ta mà thôi. Rồi, trên thị trường thì bà con sẽ bắt gặp những cái kiểu công thức, thì hữu cơ thì nó sẽ có rất là nhiều nguồn, ví dụ như hữu cơ Nhật có, hữu cơ Hàn Quốc có, hữu cơ Bỉ có, hữu cơ Úc có, và hữu cơ rất là nhiều những cái nguồn khác nhau. Thì tùy theo dạng bột và dạng viên thì thành phẩm của nó đều có thể là sẽ có những cái thông số của đạm tổng số, lân hữu hiệu và kali hữu hiệu, và thường nó sẽ cao hơn so với những cái dòng phân bón mà chúng ta tự sản xuất. Thì bà con sẽ thấy là hàm lượng ví dụ như là 322 rồi 223 rồi 433 rồi 321, thì đây là những cái con số biểu thị cho cái phần trăm của đạm tổng số, lân hữu hiệu và cái kali hữu hiệu. Và cái con số 50 60 70 80, thì đây là con số của phần trăm để biểu hiện cho cái hàm lượng của chất hữu cơ. Và cái OM này chính là cái từ viết tắt từ tiếng Anh của cái chất hữu cơ. Thì cái này thì chắc đâu đó bà con cũng khá là rõ rồi, bởi vì những cái sản phẩm này thì đã phát triển trên thị trường khá là lâu và chúng ta tương đối dễ lựa chọn ở các hệ thống cửa hàng vật tư nông nghiệp. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, chúng ta sẽ tóm tắt lại video này để cho bà con mình lưu ý cho những cái chất mà có cái hàm lượng cao. Ví dụ như chúng ta thấy là cái cơ bản nhất và có thể sử dụng nhiều nhất, đó là cái hàm lượng đạm và lân cao nhất là trên cái dịch ủ của cá hoặc tôm. Đương nhiên là phải đảm bảo là ủ đúng quy trình
và tạo ra một cái sản phẩm có chất lượng tốt và an toàn cho cây trồng, thì chúng ta mới sử dụng được một cái dịch chiết có cái hàm lượng đạm và lân cao. Rồi nếu mà con mình chọn dạng thương mại thì chúng ta có thể chọn amino acid 45%, thì đây cũng là một cái dạng đạm hữu cơ dưới dạng amino acid. Và cần sử dụng nhiều thì chúng ta có thể chọn những cái dòng có quy cách từ 5 lít cho đến 10 lít hoặc là 20 lít chẳng hạn. Rồi muốn một cái hàm lượng lân và kali cao, chúng ta có thể chọn phân dơi. Rồi nếu mà riêng cái hàm lượng kali cao thôi để phục vụ cho những giai đoạn sau hoặc là áp dụng cho những cái cây trồng mà thiếu kali, thì chúng ta có thể chọn cái dòng cho bếp hoặc là chúng ta chọn những dòng thương mại là kali hữu cơ. Hoặc là trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng humic thì cũng sẽ cung cấp được một cái lượng kali nhất định trong cái muối kali humat này. Rồi hoặc là trong cái quy trình mà bón định kỳ kết hợp với những cái dòng phân bón khác, thì chúng ta cũng đã chọn những cái dòng hữu cơ thương mại, thì trong đây nó cũng sẽ chứa một cái hàm lượng khoáng nhất định và chứa một cái hợp chất hữu cơ theo cái quy định của từng dòng sản phẩm, thì bà con mình cũng có thể lựa chọn để bón hoặc là kết hợp với những cái dòng phân bón khác. Và đương nhiên thì với cái hữu cơ mà chúng ta tự sản xuất tự ủ nó sẽ có một cái giá thành thấp hơn, tuy nhiên thì chúng ta sẽ mất thời gian. Và nếu mà chúng ta áp dụng cái việc theo quy trình không đầy đủ thì có thể dẫn đến những cái sản phẩm của chúng ta sẽ kém chất lượng hoặc là có độc chất, thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến cây trồng. Còn nếu như bà con mình chọn những cái dòng hữu cơ thương mại thì có thể nó sẽ có một cái giá thành cao hơn. Tuy nhiên thì bà con chúng ta cũng lưu ý là về phương thức sử dụng, thì từng sản phẩm sẽ có phương thức sử dụng qua rễ hoặc là những cái dòng có khuyến cáo qua cả lá, hoa và trái. Và chúng ta nhớ là lưu ý là áp dụng đúng liều để an toàn nhất cho cây trồng và nó hợp lý về mặt cái chi phí. Tại đây là toàn bộ những cái giải pháp liên quan tới đạm, lân, kali ở dạng hữu cơ để cho bà con chúng ta sẽ có thêm những cái thông tin mà chúng ta lựa chọn sản phẩm. Mong là bà con mình sẽ có một cái giải pháp tốt để phục vụ cho cây trồng của mình đạt một cái năng suất cao nhất. Kính chúc quý vị và quý bà con chúng ta thành công. Nếu bà con cần tư vấn kỹ thuật về thăm vườn, bà con có thể liên hệ ngay 4 số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được hỗ trợ tận tình và chi tiết các thông tin về sản phẩm cũng như cách sử dụng và kỹ thuật cây trồng. Bà con có thể đặt hàng trực tiếp qua các số điện thoại trên video, Mekong Mari giao hàng trên toàn quốc. Ngoài ra, bà con có thể đặt hàng qua website mekongmari.com hoặc website phunthuoctudong.com. Sản phẩm hiện đã có mặt trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada và Sen Đỏ. Bà con có thể dễ dàng tìm kiếm tên sản phẩm bất kỳ kèm thương hiệu Mekong Mari và đặt hàng nhanh chóng. Mọi thắc mắc trong quá trình đặt hàng trên Shopee, Lazada và Sen Đỏ, bà con hãy liên hệ ngay 3 số điện thoại trên đây để được hỗ trợ. Ngoài ra, để tìm hiểu ngắn gọn thông tin về các sản phẩm của Mekong Mari, bà con đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh Mekong Mari bán hàng để theo dõi kênh. Cảm ơn quý bà con đã luôn đồng hành và tin tưởng bộ sản phẩm của Mekong Mari trong thời gian vừa qua. Kính chúc quý vị và quý bà con sức khỏe và canh tác tốt. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con trong các video tiếp theo.